Hôm nay gần 16.400 thí sinh trên toàn tỉnh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Toàn tỉnh không có cán bộ giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế thi, có 43 thí sinh vắng thi môn văn, 52 thí sinh vắng thi môn toán. Trong ngày thi đầu tiên, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Hưng Yên đã thành lập 7 tổ công tác kiểm tra một số khâu tổ chức thi như bảo quản đề thi, bài thi, các điều kiện cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an toàn. Đề thi có cấu trúc bám sát đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với môn ngữ văn, ngữ liệu phần đọc hiểu là trích đoạn trong tác phẩm Dòng sông và những thế hệ của nước của tác giả Nguyễn Quang Thiều. Phần nghị luận xã hội yêu cầu phân tích 18 câu thơ trong đoạn trích đất nước của tác giả Nguyễn Khoa Điểm. Đề thi môn toán gồm 50 câu trắc nghiệm ở các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Nhiều thí sinh cùng chung nhận xét đề thi môn toán đã bám sát cấu trúc đề thi thử, vừa sức học sinh nhưng vẫn có những câu hỏi khó để phân loại thí sinh. Ngày 28 tháng 6, buổi sáng thí sinh dự thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội, buổi chiều thí sinh dự thi môn ngoại ngữ. Thông tin chi tiết Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ phản ánh trong các bản tin tiếp theo.